Đây là giáo viên bá đạo nhất mà tôi từng biết. Khi phải lên lớp dạy học thì cô nàng mở phim Con Heo cho cả lớp xem. Cô nàng còn bắt con sóc bỏ vào lọ cho học sinh của mình, đã thế còn chén người yêu của đồng nghiệp để kiếm tiền nữa. Cô nàng này là Hansei, là giáo viên dạy cấp 2, thế nhưng cô là một tín đồ của hàng hiệu và là một thợ đào mỏ chuyên nghiệp. Không lâu trước đó Hansei đã từ chức ở trường bởi vì cô sắp sửa kết hôn với một anh chàng giàu có. Trong tiệc chia tay, Hansei nói vô cùng tiếc nuối vì chưa cống hiến được gì cho trường. Kết thúc buổi chia tay, cô ngồi lên chiếc siêu xe rồi nói chào tạm biệt lũ điên. Đến khi trở về nhà thì cuộc đời không như là cô muốn, mẹ của người yêu Hansei đã ở đây từ trước. Bà mẹ không cho con trai mình lấy người phụ nữ tiêu tiền như rác thế này. Chỉ với một ngày mà Hansei đã tiêu hết 16.000 đô la. Vậy là chẳng có cái đám cưới nào xảy ra ở đây. Vậy là hôm sau Hansei lại muốn mặt tới trường để xin đi làm lại. Cô đồng nghiệp Ami ra hỏi thăm vì sao bị hủy hôn lễ, thì Hansei nói chồng sắp cưới của cô là gay, hắn bố qua cho người khác rồi bị cô phát hiện, vậy nên Hansei đã đà hắn ta. Đi bất kỳ đâu hay gặp bất kỳ ai, Hansei cũng đều nói xấu người yêu của mình. Mọi người đều đồng cảm với Hansei mà không biết rằng cô nàng là kẻ nói dối không chớp mắt. Ngay sau đó, Hansei nhanh chóng đi tìm người khác để cưới. Tiêu chí đầu tiên mà cô chọn là phải có tài, đặc biệt là tài sản, nếu không sẽ không thể tiếp cận được cô. Tới ngày hôm sau đi làm, Hansei say xỉn tới lớp học. Khi có học sinh tặng bánh cho Hansei, cô nàng lập tức nói bánh này có vị cướp à. Thế rồi trùng áo đi ngủ mặc kệ bọn học sinh. Trong giờ ăn của trường, Ami đã tới nhắc nhở Hansei rằng phải biết quan tâm đến học sinh của mình. Nếu chỉ cho bọn chúng xem phim thì không thể đảm bảo được chất lượng học tập. Thế nhưng Hansei không quan tâm và nhắc nhở Ami nói hơi nhiều so với một người có bảo hiểm y tế. Hansei rời đi thì gặp một giáo viên mới tới. Thấy anh ta đeo đồ hiệu thì Hansei vui vẻ chủ động làm quen. Anh ta mới chia tay bạn gái, vậy nên đây là cơ hội dành cho Hansei. Thế nhưng bạn gái cũ của anh ta ngực quá to, biết được điều này Hansei đã lên kế hoạch bơm ngực để tán đổ giáo viên nhà giàu kia. Điều mà Hansei không ngờ tới đó là bơm ngực cần 10.000 đô. Thế nhưng bây giờ Hansei là con đỗ nghèo khỉ thì lấy đâu ra tiền. Vậy nên Hansei đã gọi vay tiền tất cả người quen nhưng bọn họ đều từ chối cô. Cho tới một hôm, học sinh nói với câu lớp học đang tổ chức hoạt động rửa xe rất cần giáo viên chủ nhiệm có mặt, thế nhưng Hansei không quan tâm tới. Lúc học sinh nói tổ chức này năm trước đã kiếm được 6.000 đô đã làm cho Hansei hí hửng tham gia. Hansei lập tức tới chỗ rửa xe rồi vừa rửa vừa múa thoát đi làm cho mọi người xung quanh không thể rời mắt khỏi cô. Nhờ vào đó Hansei đã kiếm được một khoản không ít bỏ vào túi. Ami đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả. Ami lập tức đi gặp thầy hiệu trưởng để tố cáo, thế nhưng Ami không có chứng cứ nên bị thầy hiệu trưởng đuổi ra ngoài. Vì cứ suốt ngày cho học sinh xem phim, vậy nên khi có bài kiểm tra cả lớp đều bị điểm kém, vậy nên Hansei đã bị thầy hiệu trưởng mời tới phòng để làm việc. Nhưng nhờ vào cái mồm hư hỏng của mình, Hansei đã nói đây là phương pháp dạy học mới của cô, rồi cô sẽ cho cả lớp này đỗ vào cấp 3 hết cho mà xem. Nhưng kết quả lại không như mong đợi, Hansei lại làm cho bọn trẻ bị điểm thấp, vậy nên phụ huynh đã tới tận nơi để chỉ trích cô. Nhưng Hansei vẫn không tiếp thu được gì mà cô vẫn cho rằng đấy là phương pháp dạy chính xác. Ngày hôm đó, nhà trường tổ chức tiệc Giáng sinh, một giáo viên thể dục tới làm quen thì Hansei chỉ nhắm đến giáo viên nhà giàu tên Tom kia mà thôi. Hansei chủ động tán tỉnh Tom rồi nói mình sẽ làm ngực vì anh. Tom nói khi nào ngực cô hoàn chỉnh rồi nói chuyện tiếp. Hansei buồn rầu liền tới nhà thể chất rồi rủ giáo viên thể dục David tới đây để hất cùn. Hansei nói với David sẽ làm tất cả để cưới được Tom vì cô không muốn sống một cuộc đời nghèo khổ. Sau đó Hansei đã xỉa David rằng làm giáo viên thể dục như anh chắc cả đời không bao giờ hiểu được cuộc sống thượng lưu như nào. Tới ngày hôm sau, Hansei được Tom rủ tới bữa tiệc của anh ta vào tối nay. Hansei cứ tưởng Tom rủ mình tới để đóng gạch, thì ra không phải như vậy. Tom mời tất cả mọi người tới để thông báo rằng Tom đã yêu Ami. Tom đã yêu một người có tâm hồn to tự nhiên thay vì chờ đợi Hansei làm ngực. Vậy nên Hansei rất cay cú Ami. Hansei rất muốn nâng ngực rồi trả thù Ami bằng cách cướp Tom khỏi tay cô ta. Trên đường trở về thì đồng nghiệp đã nói với Hansei sắp tới có kỳ thi quốc gia, nếu lớp nào đạt top 1 của trường sẽ được 10.000 đô. Vậy nên ngay lập tức Hansei đã thay đổi cách dạy học của mình. Cô nàng vô cùng nghiêm khắc với tất cả học sinh. Nếu ai không trả lời được câu hỏi sẽ bị ném bóng vào mặt vô cùng khắc nghiệt. Thấy phương pháp dạy học của Hansei rất kỳ lạ, Ami lập tức tới chỗ của thầy hiệu trưởng để tố cáo. Thế nhưng thầy hiệu trưởng từng được Hansei mút xúc xích cho, vậy nên thầy hoàn toàn đứng về phía của Hansei. Nhờ vào những buổi dạy học nghiêm khắc của mình, kết quả là thành tích học tập của bọn trẻ càng ngày càng đi xuống. Hansei cảm thấy như thế này thật sự không ổn, cô nàng trong đầu đã nảy ra một kế hoạch động trời. Đó là tiếp cận với người của bộ giáo dục. Hansei nói mình rất muốn làm tình trong phòng vậy nên đã thu hút được gã dê sồm này. Phải nói là Hansei luôn chủ động sử dụng cái lò nướng của mình để dụ dỗ người khác. Đến khi gã ta đưa cô về phòng, Hansei đã pha thuốc ngủ khiến cho gã ta ngất lịm đi. Tranh thủ lúc đó Hansei đã tìm bộ đề thi năm nay để mang về cho học sinh của mình. Một tháng sau, khi thầy hiệu trưởng thông báo về giáo viên được thưởng 10.000 đô nhờ vào thành tích học tập của lớp đứng đầu trường. Kết quả thật không ngờ khi Hansei là người đã nhận được giải thưởng này. Vậy nên Ami đã xỉa sói Hansei và cô ta đã nghi ngờ Hansei gian lận. Vậy là Hansei đã đủ tiền nâng ngực sau vài tháng cố gắng. Nhưng trước khi nâng ngực Hansei phải trả thù Ami vì chuyên xỉa sói mình và cướp Tom khỏi tay cô. Ami khi tới lớp thấy quả táo trên bàn, cứ tưởng là học sinh tặng mình, Ami đã lập tức ăn trong hạnh phúc. Nào ngờ mặt của Ami đã bị dị ứng. Chính vì thế Ami đã không thể tham gia được hoạt động ngoại khóa của trường. Tranh thủ lúc đó Hansei đã tiếp cận Tom. Còn Ami thì cũng không vừa khi cô đi tìm bằng chứng Hansei gian lận trong cuộc thi. Khi mở ngăn kéo tủ của Hansei thì Ami phát hiện ra đáp án của bộ giáo dục. Vậy nên Ami lập tức lại tới chỗ của thầy hiệu trưởng để tố cáo. Thấy vậy thầy hiệu trưởng đã yêu cầu thanh tra tới để chỉ điểm và làm rõ vấn đề này.
còn Hansei lúc này đã rủ được Tom lên giường cùng mình. Hai người đóng gạch mân mê nhau, Hansei với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho Ami rồi cố tình rên lớn để cho cô ta nghe. Phải nói là Hansei vô cùng quái đản. Sướng nhất anh chàng Tom khi được bắn nhoe nhoét vào người của Hansei. Sau khi nướng khoai cho Tom xong, Hansei vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Cô nàng rủ học sinh của mình vào phòng riêng, Hansei hỏi cậu nhóc có thích ngắm ngực của cô trước khi phẫu thuật không. Thế là Hansei đã cởi áo lót của mình để cho cậu bé ngắm. Nào ngờ cậu bé ngắm xong lấy áo lót của Hansei ra ngoài khoe với bạn bè. Đột nhiên Ami xuất hiện ở đây. Ami đã thông báo rằng thanh tra đã phát hiện ra việc lộ đề thi, Hansei chuẩn bị ngồi tù đi. Câu nói này đã làm cho Hansei thực sự rất lo lắng. Trở về nhà, Hansei thuê người tới gặp người của bộ giáo dục để đe dọa gã kia ngậm miệng. Hansei đe dọa rằng nếu hắn tố cáo cô dụ dỗ hắn rồi ăn trộm đề thi thì cô sẽ tố cáo hắn ta tội hấp diêm. Vậy nên hắn ta đã nói chưa từng gặp Hansei, vậy nên không có chuyện Hansei có thể ăn trộm được đề thi. Sau đó Hansei tố cáo ngược lại Ami là sử dụng ma túy nên bị ảo giác. Khi cảnh sát kiểm tra bàn của Ami thì phát hiện ra rất nhiều ma túy, chẳng nói cũng biết Ami đã bị Hansei hãm hại. Cách kết là Ami đã bị đuổi việc và bị bắt đi cải tạo 3 năm. Tom thấy người yêu mình bị bắt thì chủ động muốn cưới Hansei nhưng Hansei lại không quan tâm anh ta. Hansei lúc này đã đem lòng yêu thương thầy thể dục bởi vì Hansei mới biết được thầy này có một căn biệt phủ trên Hồ Tây. Hansei đã nói yêu thầy thể dục ngay từ lần đầu tiên, vậy là hai người bọn họ đã tiến tới với nhau. 3 tháng sau, Hansei đã thật sự thay đổi kể từ khi yêu thầy thể dục. Cô được thầy tặng cho 10.000 đô mỗi ngày và được liếm hầu suốt đêm nên vô cùng hạnh phúc. Tập phim đến đây là kết thúc mất rồi, vì đây là bộ phim với phong cách hài của Mỹ nên nhiều khi chúng ta không thể hiểu hết được, nhưng bộ phim cũng có rất nhiều điểm tương đồng với tuyển tập chuyện cô giáo Thảo mà tôi đã từng đọc. Nếu các bạn thấy bộ phim này hay thì cho Mazuko xin một like để ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.